Xin chào tất cả những anh em mà chúng ta đam mê về năng lượng mặt trời. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số những cái sản phẩm mà mình đang cùng kinh doanh với bên nhà phân phối. Ở đây thì mình sẽ có bao gồm rất là nhiều những cái sản phẩm liên quan đến năng lượng mặt trời. Ví dụ như là pin năng lượng mặt trời với cái tấm 450W pin Mỹ và một số những cái sản phẩm liên quan biến tần hay là bình ắc quy lưu trữ. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu về cái tấm pin năng lượng mặt trời. Với cái loại pin này là pin tấm 450W và cực kỳ thông dụng trên thị trường. Với cái loại pin này là pin sản xuất tại Việt Nam, nó là thương hiệu Longji. Và tấm này là tấm 450W loại A luôn mọi người nha. Thì cái này nó trên cái series này, nó là series của năm 2023, cho nên nó sẽ có mã vạch luôn. Và chúng ta có thể check cái mã vạch này xem đúng chính xác là hàng thật hay hàng giả, hoặc là cái loại A hay loại B, loại 1 hay loại 2 các bạn nha. Với cái tấm 450W này là giá 1,7 triệu tại kho. Chúng ta sẽ check được cái series của nó trên cái trang thông tin của bên công ty Longji mọi người nhé. Với cái pin này là pin của hãng Longji, và cái mỗi một cái tấm này là 450W các bạn nhé. Pin thì rất là đẹp và pin mới cứng luôn, pin mới cứng của hãng Longji. Và cái loại này thì nó là loại pin loại A luôn. Ở đây thì mình đang trưng bày cho các bạn xem một số cái tấm pin như này, và nó mới cứng luôn các bạn nhé. Đây là các cái cell của nó đây đó. Và trên các cái tấm pin này thì đây là cái mẫu mới nhất của năm 2023, cho nên là nó sẽ có cái series luôn. Chúng ta có thể check cái series này xem đúng hàng thật hay hàng giả nha các bạn nhé. Đây chính là cái series của nó đây. Đó, series đây. Đấy các bạn nhìn thấy này, series này. Chúng ta sẽ kiểm tra được cái series này xem nó là hàng loại mấy nha. Chúng ta sẽ lấy cái mã series này, chúng ta nhập vào cái trang longji.com ấy, chúng ta sẽ tra được cái này nó là loại A hay loại B các bạn nhé. Thì với cái tấm pin này là tấm pin loại A luôn. Loại A có nghĩa là loại tốt nhất rồi các bạn. Và cái công suất của nó thì nó là 450W trên một tấm này. Đây là cái tấm mình lật ra đằng sau cho các bạn xem về cái phía đằng sau của nó. Đó, xung quanh thì nó sẽ có bao gồm viền nhôm, nó không giống với pin Mỹ. Pin Mỹ thì nó sẽ là loại kính hết các bạn nha. Và pin này là loại hai mặt kính nha. Pin này là loại hai mặt kính và cái thương hiệu của nó là Longji các bạn nhìn thấy đây. Với cái model của nó đây, LR-72HBD-450M nha. Tức là cái loại này là cái loại 450W và pin loại A. Với cái pin này thì nó đang mới 100% luôn, vẫn còn bo góc giấy và cực kỳ đẹp luôn các bạn, sờ vào rất là thích luôn. Và đây là chính là các cái rắc cắm của nó đây, rắc kết nối này. Ngoài ra thì nó sẽ có bao gồm cả cái tem thông số ở đây. Đây các bạn thì nhìn thấy là tem thông số đây. Đó, tem thông số đây là hãng Longji nha, hãng Longji. Với cái loại pin này thì sẽ được sản xuất tại Việt Nam luôn các bạn nha. Đây các bạn nhìn thấy là sản xuất tại Việt Nam này. Đó, và cái điện áp định danh của cái loại này, thì công suất định danh của nó là 450W và cái điện áp của nó chạy là 41,4V, dòng tải của nó là 10,87A và cái điện áp mà hở mạch của nó là 49,6V, dòng tức thời ngắn mạch thì nó là 11,58A các bạn nha. Với pin này thì nó rất là hiệu suất và nó là cái loại công nghệ mới nhất bây giờ, pin của là hãng Longji. Đó, các bạn nhìn thấy rằng nó rất là to như này. Đây, một tấm rất là to luôn. Đây các bạn nhìn thấy này. Đó, thì đối với cái loại pin Longji 450W loại A này thì nó sẽ có cái giá là 1,7 triệu tại kho. Với cái giá này nó vô cùng rẻ rồi các bạn. Pin 450W mà có 1,7 triệu là quá rẻ luôn. Và cái giá này là giá tại kho các bạn nha. Thì đối với các kho thì bên nhà phân phối hiện tại thì đang đặt khoảng tầm 5 kho trên toàn quốc các bạn nhé. Bao gồm là kho Hà Nội, kho Hồ Chí Minh, kho Tây Nguyên, kho Đà Nẵng, kho Cần Thơ. Đó, và ngoài ra thì những em nào mà chúng ta cần ship thì nó sẽ được đóng gói như thế này. Đó, các bạn nhìn thấy sẽ được đóng gói như này. Và phí vận chuyển thì sẽ được tính theo tùy từng khu vực các bạn nhé. Bởi vì cái này nó là hàng cồng kềnh và nó là hàng dễ vỡ, cho nên là nó cũng tùy theo khu vực mà sẽ có cái giá ship khác nhau. Thì cái này những ai mà chúng ta quan tâm thì các bạn có thể liên hệ số điện thoại của mình và mình sẽ tư vấn thêm. Bây giờ thì mình sẽ check thử xem là cái mã này trên cái tấm pin Longji 450W này có phải hàng chính hãng của Longji hay không. Và nó sẽ có cái thông tin là pin loại A hay là pin loại B các bạn nhé. Pin loại B thì có nghĩa là nó lại rẻ hơn. Ví dụ như loại pin 450W mà nó là loại B thì có thể nó chỉ còn có 400W thôi, thì nó sẽ được đánh xuống loại B và giá rẻ hơn các bạn nhé. Còn loại A tức là nó hàng loại 1 rồi. Và bây giờ thì mình sẽ check cái thông tin của cái này nhé. Thì chúng ta sẽ vào Google này. Chúng ta sẽ vào Google nha. Và chúng ta sẽ vào quét hình ảnh này. Sau đó thì các bạn sẽ quét cái mã này. Mình sẽ chụp mã này. Đó, các bạn sẽ sờ vào cái mã đó thì nó sẽ phát hiện cái mã này. Chúng ta sẽ sao chép nha. Sao chép này. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lại vào Google lại nha. Và chúng ta sẽ vào cái chữ Longji. Longji này. Chúng ta sẽ tìm vào cái mà có cái trang web này, HTTPS này, /www.longji các bạn nha. Chúng ta sẽ kích vào đây. Cái trang này nó sẽ bằng tiếng Anh các bạn nha. Chúng ta sẽ vào cái phần
Nếu không biết tiếng Anh thì chúng ta sẽ vào cái phần dịch này để cho nó chuyển sang tiếng Việt nhé. Đó, và chúng ta sẽ vào cái biểu tượng này, vào phần dịch vụ này, vào phần tính xác thực của module này. Có nghĩa là chúng ta sẽ kiểm tra xem nó có chính xác là hàng chuẩn hay không ấy. Và các bạn sẽ dán vào cái mã nó ở đây. Và các bạn sẽ nhìn thấy cái mã nó sẽ khớp với, phải khớp với cái mã này nha các bạn nhé. Nhìn khớp này, bởi vì đôi khi cái mã quét chúng ta đặt cái góc quay khác nhau thì có thể nó sẽ khác nha. Các bạn sẽ nhìn thấy này. Đây, bây giờ mình đặt này nha, NR904125 nha, NR904125 này. Đó, 2201104 này, đuôi là 5708 này, chính xác rồi đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ vào cái phần nộp. Đó, và các bạn chờ chút nó sẽ trả về cái thông tin nha. Đây, các bạn thấy rằng là cái này nó sẽ ghi là cấp độ module PV là loại 1 này các bạn này, 1 này. Còn nếu như chúng ta muốn nó chuyển sang loại A thì chúng ta sẽ phải chuyển về cái ngôn ngữ chính. Thì nó sẽ báo là loại A các bạn nhé. Đây, tiếng Anh này. Đấy, các bạn nhìn thấy này. Đó, PV module level, tức là mức độ của cái tấm pin này là loại A hay loại B thì nó sẽ thể hiện ở đây. Và chúng ta sẽ kiểm tra là nó có chính xác hay không các bạn nhé. Còn nếu tiếng Việt thì nó sẽ báo là loại 1 các bạn nhé. Đó, loại module này thì nó báo luôn ở đây các bạn thấy này. Tiếng Anh này. Bây giờ thì mình sẽ thử kiểm tra xem nếu như không đúng cái loại pin chính hãng thì nó sẽ như thế nào nhá. Bây giờ thì mình sẽ vào dịch cho các bạn xem nhá. Vào phần dịch vụ này, đúng không ạ? Vào tính xác thực module này. Sau đó thì dán mã vạch này. Bây giờ mình sẽ thay đổi một cái số này đi. Ví dụ như mình thay đổi giữa này cho nó khó đi, số 6 đi, đúng không ạ? Rồi, và bây giờ mình sẽ ấn, đây đang có số gọi của mình nhá. Thì mình sẽ ấn nó vào cái mã đó. Và ở đây nó sẽ báo là xin lỗi không tìm thấy thông tin module. Có nghĩa là nếu như cái mã mà các bạn quét không phải thì nó sẽ chính xác là pin loại nhá. Pin không phải của hãng Longji các bạn nhá. Đấy, thì đấy chính là cái cách kiểm tra pin loại A, loại B đó trên thị trường các bạn nhá. Thì hiện tại bên mình đang kinh doanh cùng với bên nhà phân phối, bao gồm có một số những loại pin. Pin này là đang đóng gói để chuyển đi các bạn nhá. Và nó sẽ có bao gồm những loại tấm pin Mỹ này. Ở video sau thì mình sẽ nói chi tiết cũng như là mình test tất cả các cái sản phẩm như này. Đây cũng là pin Mỹ này, các bạn nhìn thấy này. Đó, còn xếp cả trên kia nữa. Đó, còn đây là cái pin 450W của hãng Longji này. Và đây là đóng gói để chuyển đi các bạn thấy này. Đó, còn pin này là pin mới luôn, xếp ở đây để mình giới thiệu cho các bạn. Đó, pin Longji thì nó rất là đang thông dụng trên thị trường, với hiệu suất cao và cái giá thành rẻ chỉ có 1.700.000 tại kho thôi. Còn phí vận chuyển nếu như chúng ta muốn ship thì phí vận chuyển thì tùy từng khu vực các bạn nhé. Đó, pin thì rất là đẹp luôn, rất là to và đẹp luôn các bạn nhìn thấy này. Cái sườn của nó thì bằng nhôm luôn và hàng chính hãng luôn các bạn. Hàng chính hãng luôn. Các cái này là phía đằng sau. Các bạn nhìn thấy này, rất là đẹp, rất là chỉnh chu luôn. Với cái loại pin này rất là thông dụng trên thị trường bởi vì hiệu suất của nó cao và nó nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Đây các bạn nhìn thấy này. Đó. Rất là nhiều. Với cái tấm pin Longji 450W mới tuynh này, hàng loại A và nó là hàng mẫu sản xuất năm 2023 thì hiệu suất của nó rất là cao luôn. Bây giờ thì mình sẽ đo cho các bạn xem cái điện áp của nó khi mà đang úp mặt vào cái gốc cây luôn các bạn nha. Đây là đang úp vào gốc cây này. Để xem rằng điện áp của nó là bao nhiêu. Mình đang úp vào gốc cây luôn. Với những cái tấm này thì đang hở ra ngoài nhưng mà cái dây của nó lại đằng sau các bạn nha. Còn cái tấm này là mình đang quay ra đằng phía sau của cái tấm pin này. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành đo điện áp của nó khi mà đang úp vào gốc cây thì xem cái điện áp nó sẽ như thế nào các bạn nha. Đồng hồ của mình đây. Mình sẽ bật về cái thang đo DC nha. Và ở đây thì mình sẽ đo cái điện áp của nó nha. Đó, các bạn nhìn thấy rằng ở đây là đồng hồ của mình đang báo luôn này, 44,96V luôn mà đang úp vào gốc cây luôn. Đó, các bạn nhìn thấy rằng là cái điện áp của nó hoạt động phải nói là rất là hiệu quả luôn các bạn. Đây, úp vào gốc cây mà điện áp nó vẫn báo đủ luôn nhá. Tất nhiên là dòng thì nó chưa nói đến điều gì bởi vì nó cần dòng nữa. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành thử một cái bóng đèn nho nhỏ. Còn sau cái video này thì có thể mình sẽ có rất nhiều những video khác test dòng tải, test công suất thực của những tấm pin này. Bây giờ thì mình sẽ thử sử dụng với một cái bóng đèn nhá. Bóng đèn này loại chạy từ 10 cho đến 30V và công suất của nó là 30W, bóng đèn LED nhá. Thì mình sẽ thử chọc ở đây khi mà tấm pin này đang đặt vào úp vào gốc cây như thế này, không có ánh nắng nhiều, không ánh nắng, nó chính xác hơn là không có ánh nắng và nó còn đang bị khuất cây rất là nhiều luôn, thì mình sẽ chọc thử xem là nó sẽ như thế nào. Đó, các bạn thấy rằng là bóng đèn sáng trắng luôn này. Mặc dù là đang úp vào gốc cây luôn. Hiệu suất của loại pin này phải nói là thực sự là rất là ấn tượng luôn các bạn. Đây, úp vào gốc cây luôn nhá, chứ không phải là ngửa ra ngoài đâu. Đó. Gốc cây luôn mà nó vẫn ra điện bình thường luôn. Phải nói là cũng rất là ấn tượng và hiệu quả. Đó, pin đang dựng luôn vào gốc cây nhá, đèn vẫn cứ sáng luôn.
Đó, và đây là những cái tấm pin mình đang giới thiệu cho các bạn, là mình và bên nhà phân phối đang kinh doanh với những loại tấm pin như này, cùng thêm một số những loại biến tần cũng như là những cái sản phẩm liên quan đến ngành điện năng lượng mặt trời. Và tiếp theo thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái biến tần phải nói là nó cũng đang rất thông dụng trên thị trường, tiếp cận được rất là nhiều đại đa số khách hàng. Với các loại biến tần này thì từ rẻ cho đến tầm trung nó đều là loại hybrid các bạn nhé, bao gồm một trong những cái mà nó rất là nhiều chức năng, ví dụ như là chức năng biến đổi điện áp từ pin mặt trời ra thẳng 220V, rồi là bù lưới từ điện lưới vào khi mà thiếu nắng. Thứ hai nữa, nó lại còn tương đương như là một cái bộ sạc MPPT công suất lớn luôn đó, cho nên là nó rất là hay. Ngoài ra thì nó còn có cả đường lưu trữ này các bạn thấy này, tức là kích điện từ 24 hoặc 48 tùy theo cái hệ mà công suất nha. Hệ lưu trữ này thì nó sẽ phụ thuộc vào hệ công suất, ví dụ như loại mà công suất càng lớn thì hệ lưu trữ của nó điện áp càng cao. Mỗi một loại công suất thì có thể là 24V lưu trữ hoặc là 48V lưu trữ. Đó, thì đối với những cái này nó bao gồm rất là nhiều những cái hay, và đặc biệt là mất điện chúng ta vẫn chạy được, nó không giống với hòa lưới. Đối với cái dòng mà Evo này thì nó sẽ có bao gồm cả hòa lưới luôn các bạn nhé. Với các loại biến tần này thì nó có bao gồm rất là nhiều những cái mẫu công suất khác nhau. Ví dụ như ở đây là hàng loại thương hiệu Sumri, với loại này là sẽ có công suất là 3200 nhé, 3200W này, và loại này là 4200W này. Sang dòng Evo thì nó cũng sẽ có loại 3200W này, 4200W này, và cái loại này Evo 6200W. Ngoài ra thì nó còn có cả loại 10200W nữa mọi người nhé. Rất là nhiều cái lựa chọn cho từng cái phân khúc cũng như là cái công suất theo pin khác nhau. Ngoài các cái bộ mà biến tần phải nói là rất là thông dụng cũng như là dễ dùng trên cái thị trường như thế này, thì còn có thêm một số những cái sản phẩm nữa, ví dụ như là sạc MPPT, sạc MPPT 45A, hoặc là những bộ sạc loại giá rẻ đáp ứng cho những cái tấm pin Mỹ giá rẻ. Đó, pin Mỹ thì loại giá rất là rẻ luôn, và mình sẽ có cái video giới thiệu về pin Mỹ sau. Đó, ngoài ra thì biến tần cho những ai chúng ta chạy với hệ nhỏ là biến tần bộ kích điện 12V lên 220V sóng sin, công suất 1600W tức thời, và công suất đạt đỉnh mà chạy liên tục là 700W các bạn nhá. Đó, thì đối với các cái biến tần này thì nó đều có thể kết nối với wifi, tất nhiên là chúng ta sẽ phải mua thêm phụ kiện. Ví dụ như là phụ kiện kết nối wifi là như thế này các bạn này, và dây kết nối đây. Đó, đây là những cái cục thu wifi. Nếu như chúng ta muốn gọi là công nghệ mới thì chúng ta sẽ theo dõi các cái thông tin của nó từ những cái máy biến tần này thông qua cái cục kết nối wifi này các bạn nhé. Đó, dây kết nối wifi đây. Đó, ngoài ra chúng ta muốn mà lưu trữ điện áp vào ban đêm hoặc là dùng cho như thay cho máy phát điện khi mà mất điện các thứ thì chúng ta sẽ sử dụng bình ắc quy. À, bình ắc quy này thì cũng là một cái lựa chọn rất là sáng giá. Nó là bình ắc quy của hãng Chinwi, chính hãng Chinwi của hàng Trung Quốc. Và cái loại này có một cái công nghệ là graphene thì mình đã giới thiệu qua rất là nhiều rồi. Bình ắc quy này thì nó sẽ có cái dòng lưu trữ. Nếu như chạy pin mặt trời thì chúng ta sẽ sử dụng là cái loại bình 20.3H này, có thể ghép song song hoặc nối tiếp tùy theo hệ chúng ta muốn. Đó, ngoài ra thì nó có cả cái dòng A8. Đây đều là dòng A8 nhưng có một loại nữa là 12.3 nha, 12.3A. Loại này sẽ dùng cho các loại xe đạp điện. Còn những cái loại xe máy điện thì chúng ta có thể sử dụng được hết các loại bình này. Nó tương thích luôn với các cái bình trên thị trường nha. Bình này là bình 20.3Ah này, thì dùng cho những cái loại xe mà chạy bình 20 hoặc 28 hay 30 trên thị trường nha. Thì đối với tất cả các cái sản phẩm biến tần hay là inverter hay là bộ sạc MPPT hoặc là những cái phụ kiện thì mình sẽ có báo giá ở một cái video khác mọi người nha. Còn video này thì mình sẽ giới thiệu tất cả các mặt hàng thôi. Đó, bao gồm những cái sản phẩm liên quan đến điện mặt trời cho những anh em nào chúng ta thích về cái mảng điện mặt trời cũng như là đam mê tìm kiếm những cái sản phẩm mà chúng ta đang muốn sử dụng. Và cái video ngày hôm nay thì mình chỉ giới thiệu cho các bạn với những cái mặt hàng mình cùng bên nhà phân phối đang kinh doanh. Đó chính là pin mặt trời tấm long di 450W, giá thì rất là rẻ, 1.700.000 tại kho. Còn giá mà vận chuyển đi toàn quốc thì nó sẽ tùy theo khu vực. Ngoài ra thì có bao gồm các loại biến tần cực kỳ thông dụng trên thị trường với cái giá thì dễ dùng. Giá của nó thì nó là rẻ và loại tầm trung. Đó, bình ắc quy, rồi là sạc năng lượng mặt trời MPPT, rồi là những cái bộ kích điện loại công suất nhỏ nhỏ để chúng ta sử dụng với cái hệ mà nó nhỏ nhỏ các bạn nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần tới.